Chào mừng mọi người đến với kênh MMO của mình nha. Video này mình sẽ giới thiệu mọi người một chương trình AirDrop đây nhé. Để tham gia dự án hôm nay, các bạn clip một phần link mô tả mở Telegram và bấm start để chatbot các bạn. Chương trình AirDrop này các bạn sẽ nhận được token là Zion các bạn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh group kênh seller các bạn. Một token này nó đích sẵn chất web các bạn. Rồi các bạn join vào các bạn. Đây có hai cái hai đừng subscribe nè, rồi join tiếp kênh group, kênh seller, hai kênh seller, theo word follow và theo quiz nha bạn, hai kênh, ba kênh. Rồi các bạn, con chắc của nó mình có để dưới phần link mô tả luôn các bạn. Các bạn nào mà vào cái sàn chất quáp hơn, thêm muốn gặp thì các bạn có thể bắt con chắc các bạn gặp nha các bạn. Khi nào tôi cần này về mình sẽ hướng dẫn các bạn sẽ swap qua bên TRS các bạn rút về cho 5 đồng nữa các bạn. Rồi các bạn chờ một chút xíu các bạn. Rồi theo thì các bạn theo dõi và like nó một bài và tôi quýt lên các bạn. Bài tôi quýt đã game nè. Rồi các bạn test lại nè. Rồi các bạn cũng trở về một con bot nè các bạn. Rồi các bạn bấm chat. Enter menu. Rồi sao nó không có kêu mình khai báo các bạn ơi. Khoan khoan các bạn chờ mình chút xíu các bạn. Các bạn bấm vào balance để check số cần đấy. 0ORN. Sao nó không kêu mình khai báo cái gì hết ta. Rồi các bạn bấm vào press and earn các bạn. Ôi con này yêu cầu các bạn tiến ghép các bạn ơi. Mỗi lượt ghép các bạn sẽ nhận 0.2 tốc cần OC nha bạn. Rồi quýt gao thứ đó. Bấm vào OC thứ đó. 1 OC bằng 0.82 thì bấm vào quýt gao các bạn. Mình rút là 1 cô cần các bạn ơi. Sau khi rút các bạn bắt địa chỉ dây cho link của bạn vào nha bạn. Để mình cập nhật dưới cho link của mình luôn. Rồi sau khi các bạn tuyển được 5 ghép các bạn bấm vào một quýt gao các bạn rút nha bạn. Vậy nhập địa chỉ với cho link TRX của tất cả các bạn vào. Vậy video đến đây kết thúc nha các bạn. Chào tạm biệt tất cả các bạn. Các bạn vào những video clip tiếp theo thì mình nha. Một cho link của bằng gần 2 TRX thì cũng khá là ngon nha các bạn.